Ngày 11 tháng 10, Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàn, tỉnh Gia Lai đã báo cáo về sự cố tại dự án nhà máy thủy điện Yclay 2, do chính đơn vị này làm chủ đầu tư. Thông tin cho biết, trong tối ngày 8 và rạng sáng ngày 9 tháng 10, trên địa bàn huyện Chư Prong nói chung và khu vực dự án thủy điện Yclay 2 nói riêng có mưa đặc biệt lớn, gây lũ quét, tốc độ dòng chảy cao làm đẩy trôi một phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn tự do của nhà máy Yclay 2. Phần tường này đang được nhà thầu thi công theo từng cao trình từ 1 đến 2 mét, chưa hoàn thiện toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép. Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư phối hợp cùng chính quyền xã Y Ga và xã Y Ve, huyện Chư Prong thông báo đến các hộ gia đình ở hạ lưu công trình có thiệt hại, tự kê khai gửi về Ủy ban Nhân dân hai xã hoặc văn phòng đại diện của chủ đầu tư tại công trình để tiến hành tổng hợp và triển khai xác minh, kiểm tra thực tế, làm cơ sở báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Chư Prong và các cơ quan liên quan khác nhằm xây dựng mức hỗ trợ. Kinh phí thực hiện do chủ đầu tư chi trả. Như báo Sài Gòn Giải Phóng Online đã phản ánh, Thủy điện Yclay 2 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 2 năm 2020 cho Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thủy điện này có công suất thiết kế 12 MW, tuy nhiên đang trong giai đoạn thi công. Thủy điện này xảy ra sự cố làm ảnh hưởng hoa màu của người dân.